các bạn, công trường xe chạy cực kỳ bụi luôn. Cơ giới cơ lớn. Đây các bạn, chạy mù mịt luôn. Đường công trường cực kỳ sình lầy luôn á. Là mình đang lái xe bán tải là các bạn nhìn thấy này. Đó, đường cực kỳ sình lầy. Các bạn nhìn thấy cái xe của mình. Đây mà các bạn mà đi bằng xe một cầu là cũng vất vả nếu mà trời mưa. Nên là mình sẽ đi bằng xe hai cầu thì sẽ tốt hơn. Thì hôm nay là cái xe của mình đang là xe một cầu. Đi vào thì cũng hơi lo. Tuy nhiên thì may mắn là hôm nay là đường nó cũng khô rồi. Rất may mắn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên trên đây. Mình đậu xe trên này. Rồi, mình dừng xe ngay đây. Mình chạy xe vào đây luôn. Đây các bạn, đây là anh này bên Vinaconex. Anh đang thay cái lọc thủy lực lái. Chỗ này là thập lực lái này. Tháo rất là dễ thôi. Vâng. Cái này công trường thì nó hơi thiếu thốn tí, chứ bình thường nếu mà ở xưởng á, là mình dùng cái súng điện đó các bạn. Mình bắn ra rất là nhanh. Súng điện pin á, bắn ra cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà đây công trường này các anh này cũng làm rất là chuyên nghiệp. Một tí nữa là cái lõi lọc các bạn thì mình phải tiêu hủy đi, tại vì lỡ mà mấy người khác họ không biết là cái lọc này đã dùng rồi thì có thể là nó sẽ dùng lại thì nó sẽ không tốt đó. Anh này đang tháo cái phin lọc ra, hình như nó rút ra hay sao chứ không phải là đấy thôi. Đây là cái cốc lọc, đây là cái phin lọc. Đây, bỏ đây. Để đây tí đưa về cho Hùng, Hùng nó nói làm gì. Dạ. Nước này bỏ luôn nhá. Đây, em giữ cho. Hay là lấy lại. Cứ để đấy. Đây các bạn, đây là cái lọc chính hãng này. Hai cái nào cũng giống nhau à? Đúng rồi, hai cái như nhau. Cùng mã số đó. Anh muốn nó biết khác nhau hay không, anh nhìn cái mã số là biết ngay. Đây là cái mã số nó nằm ở đây này. Đấy rồi. Sao? Không lột anh. Nó ở cái lưới đó. Có phải lột ra? Không lột. Anh vừa đẩy lên đây. Chỉ vậy thôi. Sao cái này nó không có cái lưới? Hai đời. À. Đó, mình gắn vô. Dầu thủy lực này các bạn. Có đổ dầu không hay là để luôn? Không. Để chứ. Máu mà. Đây nè. Để có chứ. Đây các bạn nha, nghề máy có nhiều cái thú vị nhưng mà cũng có nhiều cái là tay chân và dính mỡ. Liên quan đến máy là lúc nào là cũng là chân tay là sẽ có một cái mùi đặc trưng đó, mùi dầu. Nhưng mà các bạn mà làm riết mà không được ngửi mùi dầu là cảm thấy nhớ đó. Và mình vặn chắc lại rồi sau đó thì mình lau cho nó khô. Cái lọc này á, cái lọc dầu động cơ, lọc nhiên liệu phải thay liên tục. Cái lọc này nó cũng có một cái á, là cái chính là cái mắt, cái mắt lọc này đó. Nếu mà cái mắt lọc này nó quá nhỏ hay là quá lớn ấy, thì mạt nó qua, còn quá nhỏ thì lưu lượng nó không có qua kịp. Thực ra nhìn thế này thì bên trong là nó đang dính rất nhiều cặn đó. Thôi thì tùy bên mình nhé. Nhưng mà theo gọi là tiết kiệm ấy, theo đúng quy chuẩn của hãng là tụi em sẽ thường là sẽ khuyến cáo các anh ấy là nên bỏ đi, tại vì trong trong bộ lọc nó có đủ cả.
Cái này rẻ lắm, không bao nhiêu tiền hết á. Anh có nhớ không mà sao không lại? Đây, cái lọc thủy lực thứ hai nó nằm ở dưới đây các bạn. Ngay cái lọc gió này, phía dưới lọc gió. Để hôm nào là mình sẽ tự tay mình làm một bữa. Đây các bạn, đây là một cái lọc đã thay ra rồi. Đó các bạn nhìn thấy màu đen đen đây không? Nó sẽ gắn dính cái màu đen bên trong ấy, là chúng ta sẽ không nhìn thấy là cái mạt nó đang dính như thế nào đâu. Mà nó dính ở trong cái lớp phi lọc bên trong ấy. Thật ra là khuyến khích các anh các chị là chúng ta cũng không nên tận dụng lại và giống như xúc đi xong dùng lại ấy. Tại vì cái lọc này nó không bao nhiêu tiền cả. Nó rất là rẻ các bạn, nó giống như đội gọi là đội lục phủ ngũ tạng của trong cơ thể mình ấy. Và chúng ta cũng phải là nên quan tâm nó một tí. Nhất là dưới tay đè lên đúng là vậy. Mình thay cái cốc lọc mà mình thay cái phim lọc rồi. Thì bây giờ mình vặn nó vào. Nó đang vào đây các bạn. Nữa. Chắc là dùng cờ lê rồi. Cờ lê mình vặn ở phía dưới đây các bạn. Nó có con ốc. Con ốc ở dưới cốc lọc ấy. Đây, đây là quy trình mà bảo dưỡng là từ 50 giờ tới 100 giờ, rất đơn giản thôi. Mình thay hai cái lọc thủy lực ở trên ở phía dưới cái lọc gió và ngay ở phía dưới cái chỗ cái cụm tay lái. Thế là xong. Thay cái này thì hết khoảng chừng từ 5 tới 10 phút. Tùy vào cái điều kiện. Nếu mình có đồ nghề thì mình thay hết tầm khoảng 3 phút thôi. Mình mà có súng máy ở đây á, mà súng máy mà dạng như súng bắn góc đó các bạn. Bắn góc thì rất là nhanh, là mất khoảng 3 phút. Sau khi mình thay xong hai lọc thủy lực nha các bạn, thì mình sẽ đè máy để cho cái dầu á, cái động cơ nó bơm cái dầu cho nó đều sau cái lọc thủy lực đó. Và mình kiểm tra, cái anh thợ mình đang kiểm tra xem là liệu rằng nó có bị xì hay không, nó có bị xì dầu hay không. Bây giờ mình bỏ cái này vô đây. Giữ lại nha. Rồi. Rồi cái này thì tí là các anh thợ anh sẽ xử lý theo cách của anh ấy. Bây giờ mình sẽ hạ cabin, mình hạ cái nắp capo xuống là xong. Hạ chưa em, hạ cho. Đây các bạn, hạ nắp capo dễ lắm. Mở ra. Các bạn nhớ cất cái cây này đi. Cất đi các bạn. Và mình mở cái bên này ra nha. Đó. Mình hạ xuống là xong rồi đó. Đây các bạn, đây là công trường này. Các bạn nhìn thấy không, mênh mông luôn. Phía xa xa là rất là nhiều cái bãi tập kết vật liệu, những anh thợ vận hành của mình này và những anh kỹ thuật đang xuống kiểm tra cái xe lưu ham đó. Xa xa đó, màu cam đó các bạn đó, đời sống công trường nha các bạn. Công trường mà lúc đang xây dựng thì nó nát như thế này này, nhưng mà sau khi xây xong thì rất là đẹp. Phía xa xa đó
là những cái đường nó đã được chạy rồi. Rồi sau đây là cái đây là cao tốc Bắc Nam, thì chúng ta sẽ được đi từ Bắc ra Nam, từ Nam ra Bắc rất là nhanh thôi.